Ngày 14 tháng 12, liên quan đoàn mô tô Harley khoe mẽ trên cầu Bình Lợi, đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã mời những người liên quan đến làm việc. Tuy nhiên những người này chưa đến. Một nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đoàn mô tô mang hiệu Harley Davidson, thời điểm trên họ đi rước dâu đám cưới. Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin, khoảng 7 giờ 50 sáng 10 tháng 12, đoàn mô tô khoảng 10 chiếc chạy trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng thành phố Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Đoàn mô tô không đi đúng làn quy định mà chạy ở làn ô tô. Các tài xế điều khiển mô tô đi hai hàng nối nhau khiến nhiều người đi đường bất an. Người đi đường sau đó đã chụp lại hình ảnh đoàn mô tô rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đường Phạm Văn Đồng đã cấm xe hai bánh chạy ở làn ô tô trong khung giờ từ 9 đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Riêng cầu Bình Lợi thì cấm xe hai bánh đi vào làn ô tô 24/24 giờ.